Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. Đầu tiên, cô sẽ nhắc lại về lý thuyết. Một, viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Con người chỉ dẫn cho máy tính làm việc thông qua các lệnh. Chương trình máy tính là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn. Hai nhỏ, chương trình và ngôn ngữ lập trình. Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ máy. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Chương trình dịch là chương trình chuyển đổi các chương trình mà được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Một cái chương trình máy tính thì được tạo ra gồm có hai bước. Thứ nhất là viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình. Thứ hai là dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được. Ba nhỏ, ngôn ngữ lập trình thì sẽ bao gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh. Ý nghĩa của các từ khóa. Từ khóa program là khai báo tên chương trình, uses là khai báo thư viện, begin là bắt đầu phần thân, end kết thúc phần thân và var là khai báo biến. Ý nghĩa của các lệnh lệnh write hay write line là in thông báo ra màn hình. Write nó khác write line ở chỗ là write line thì có in xong rồi sẽ xuống hàng ha. Ví dụ như mình muốn in ra lớp 82 thì sử dụng câu lệnh write hoặc write line ở đây đều được. Lệnh delay là lệnh tạm ngừng chương trình trong một khoảng thời gian xác định. Khai báo biến thì khai báo biến gồm khai báo thứ nhất là tên biến, khai báo thứ hai là kiểu dữ liệu của biến với cú pháp như sau: var tên biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Ví dụ như chúng ta khai báo biến lưu trữ điểm với kiểu dữ liệu là số thực là var điểm hai chấm real chấm phẩy. Khai báo biến lưu trữ tên học sinh với kiểu dữ liệu sâu ký tự là var tên học sinh hai chấm string chấm phẩy. Tương tự như vậy với hai ví dụ bên dưới. Chúng ta qua phần 7 nhỏ, dữ liệu và kiểu dữ liệu. Ở đây là các cái kiểu dữ liệu cơ bản ở trong Pascal, kiểu byte, kiểu integer, real, char và string. Byte là các số nguyên từ 0 đến 255. Integer là các số nguyên ở trong khoảng âm 32.768 đến 32.767. Real là các số thực có cái phạm vi nó lớn hơn. Char là một ký tự trong bảng chữ cái, còn string là sâu ký tự, tối đa gồm 255 ký tự. Ví dụ như chúng ta muốn khai báo biến lưu trữ cái điểm của học sinh chẳng hạn, thì điểm của học sinh ví dụ là 9.5 hay 9.8 thì đó sẽ là kiểu dữ liệu số thực. Tên học sinh thì chúng ta sẽ khai báo với kiểu đó là kiểu string sâu ký tự. Tám nhỏ, các phép toán với dữ liệu kiểu số thì chúng ta có 6 phép toán ở trong Pascal, cơ bản như thế này: cộng, trừ, nhân, chia, dip, mod. Đây là các phép toán cơ bản nhất. Với cái dấu nhân thì thay bằng dấu sao, còn cái phép chia thì chúng ta thay bằng cái dấu sẹt như trên hình. Cộng trừ nhân chia thì chúng ta thực hiện trên kiểu dữ liệu số nguyên số thực, còn riêng phép deep mod là chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư thì chúng ta thực hiện trên kiểu là số nguyên. Các cái ví dụ cộng trừ nhân chia cô không nói ha. Ở đây chúng ta thấy nè, 5 chia cho 2 thì được 2 dư 1, cho nên mình thấy 5 deep 2 bằng 2, 2 chính là phần nguyên và 1 chính là phần dư, là 5 mod 2 bằng 1. Chúng ta tiếp tục qua phần các phép so sánh. Các phép so sánh ở trong Pascal chúng ta có đó là so sánh bằng, nhỏ hơn, lớn hơn, khác, nhỏ hơn hoặc bằng và lớn hoặc bằng với các ký hiệu trong Pascal như trong bảng. Phép so sánh thì chỉ cho kết quả đúng hoặc là sai. Ví dụ 5 bằng 5 thì đúng, 9 bé 5 thì sai, 9 lớn 6 đúng, 6 khác 5 đúng, 8 bé học bằng 6 là sai và 9 lớn bằng 6 thì cho kết quả đúng. Cô vừa mới ôn cho mình phần lý thuyết. Chúng ta cùng nhau qua phần bài tập nhé. Bài 1. Chọn mỗi câu ở cục A với nội dung thích hợp ở cục B và điền đáp án vào cột A cộng B. Chúng ta cùng quan sát nhé. Rồi, vậy thì đây là đáp án. 1C, N là từ khóa kết thúc phần thân. 2B, ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. 3A, ngôn ngữ máy là ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu trực tiếp. 4E, program là từ khóa khai báo tên chương trình. 5F, uses là từ khóa khai báo thư viện. 6, begin là từ khóa bắt đầu phần thân. 6D, 7J, chương trình máy tính là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. 8H, chương trình dịch
là chương trình chuyển đổi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Chính AI viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn. 10G, con người chỉ dẫn cho máy tính làm việc thông qua các lệnh. Bài số 2. Nêu các bước tạo ra một chương trình máy tính. Bài 3. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Bài số 4 thì chúng ta cho biết kết quả của các cái phép toán. Bài 5, điền vào dấu ba chấm, cho biết cái kết quả đúng hay sai của các phép so sánh sau đây. Và bài 6 là viết biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu ở trong Pascal. Các em cùng lấy tập ra làm nhé. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Bài 2. Các bước tạo ra một chương trình máy tính thì gồm có hai bước. Thứ nhất là viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình. Thứ hai, dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được. Câu số 3. Ngôn ngữ lập trình thì gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh. Bài 4. Cho biết kết quả của các phép toán sau. Chúng ta thấy 40 chia 3 thì được 13 dư 1, cho nên 40 díp 3 bằng 13 và 40 mod 3 bằng 1. Tương tự như vậy, 29 chia cho 4 thì được 7 và dư 1. Thì chúng ta có 29 díp 4 bằng 7 và 29 mod 4 bằng 1. Câu số 5. Chúng ta thấy câu A cho kết quả đúng, câu B cho kết quả sai, câu C cho kết quả sai và câu D thì cho kết quả đúng. Câu số 6, mình chuyển cái biểu thức toán với các ký hiệu trong Pascal thì phép nhân ở trong môn toán ở trong Pascal sẽ là dấu sao. Cho nên chúng ta có cái đáp án giống như trên hình mà chúng ta thấy. Rồi, bài số 7. Chọn tên kiểu dữ liệu ở cục A với phạm vi giá trị thích hợp ở cục B và điền đáp án vào cột A cộng B. Chúng ta quan sát nhé. Rồi, như vậy cha chính là một ký tự trong bảng chữ cái, 1D, string là 6 ký tự, tối đa gồm 255 ký tự, 2E, real, số thực, có giá trị tuyệt đối, trong cái khoảng giống như trên hình ha. 3C, kiểu byte là các số nguyên từ 0 đến 255. 4A, integer là các số nguyên trong khoảng từ âm 32768 đến 32767, 5B. Rồi, bài số 8, chúng ta đánh dấu X xác định các câu lệnh đúng hay sai. Câu 1 sai nè, chuỗi mà không có nằm trong cặp dấu nháy đơn nè, program khai báo tên chương trình thì tên chương trình không được bắt đầu bằng số cho nên sai. Câu 3, usage CRT thiếu chấm phẩy cho nên sai. Câu 4, câu 5 đúng. Câu 6, câu lệnh delay 2000, 2000 không được nằm trong cặp dấu ngoặc đơn nên sai. Câu 7, câu 8, câu 9 đúng ha. Câu 10, khai báo tên chương trình thì tên chương trình thứ nhất không được bắt đầu bằng số. Thứ hai là không được có khoảng trắng và các cái ký tự đặc biệt. Ở đây vừa có bắt đầu bằng số lại vừa có ký tự đặc biệt. Thứ ba là tên chương trình còn không được dùng với trùng với lại từ khóa nữa. Rồi, câu 11 sai ha, không có đúng với lại cái cú pháp của cái câu lệnh in thông báo ra màn hình. Rồi, bài số 9. Viết câu lệnh khai báo biến lưu trữ điểm học sinh với kiểu dữ liệu là số thực. Khai báo biến lưu trữ số lượng học sinh với kiểu dữ liệu là số nguyên. In ra màn hình lớp của em. Và câu D là tạm ngừng trong 3 giây. Các em lấy tập ra làm nhé. Rồi, khai báo biến thì chúng ta sử dụng từ khóa va. Cho nên câu A, câu B chúng ta thấy từ khóa va. Lưu trữ điểm học sinh. Rồi lưu trữ số lượng học sinh, chúng ta đặt cái tên nào đó cho nó dễ hiểu ha. Điểm học sinh chúng ta điểm HS, số lượng học sinh chúng ta đặt là số HS. Kiểu dữ liệu số thực thì là real và số nguyên thì là integer. Như vậy chúng ta có câu A là va điểm HS 2 chấm real chấm phẩy. Va số HS 2 chấm integer chấm phẩy. Tên chúng ta đặt như thế nào cũng được, miễn đúng với quy tắc đặt tên. In ra màn hình lớp của em, câu lệnh in là câu lệnh write hoặc write line.
Và với chuỗi thì chúng ta cùng đặt trong cặp dấu nghĩa đơn. Cho nên chúng ta thấy ở lớp 82 chúng ta đặt trong cặp dấu nghĩa đơn. Tạm ngưng thì chúng ta sử dụng câu lệnh delay. Như vậy tạm ngừng 3 giây thì chúng ta sử dụng delay 3 ngàn. Bài số 10. Bạn An đi siêu thị, bạn mua táo và cam. Em hãy giúp bạn An viết chương trình tính tổng số tiền mà bạn phải trả. Biết rằng số ký táo, số ký cam, giá tiền một ký táo và giá tiền một ký cam thì được nhập từ bàn phím. Ở đây chúng ta thấy nè. Đầu tiên thì chúng ta có cái phần khai báo. Như vậy chúng ta sẽ có là khai báo tên chương trình, khai báo thư viện và khai báo các cái biến. Ở đây chúng ta có biến táo, biến cam, đó là số lượng, cho nên kiểu integer. Giá tiền của một ký táo, giá tiền của một ký cam. Ở dưới này chương trình chúng ta thấy có một cái biến nó tên là tổng tiền. Như vậy ở đây chúng ta thiếu một cái là tổng tiền. Tổng tiền nó là con số khá là lớn, rồi giá táo, giá cam cũng vậy, cho nên chúng ta sẽ khai báo kiểu real. Dưới begin chúng ta cần có một cái lệnh xóa màn hình để cho làm cho cái màn hình của mình sạch và đẹp hơn. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào số ký cam, đó là nhập vào cam, nhập giá tiền của một ký cam. Để in ra cái câu lệnh đó thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh write hoặc write line. Ở đây chúng ta sử dụng câu lệnh write được rồi ha, tại vì xuống dưới chúng ta read line vào cái giá cam thì nó tự nó xuống hàng. Nhập vào số ký táo thì chúng ta nhập vào là số lượng táo, đó là cái táo. Nhập giá tiền của một ký táo là chúng ta sử dụng cái nhập vào giá táo. Cách tính tổng tiền như sau là sẽ bằng số ký cam nhân với giá cam cộng với lại số ký táo nhân với giá táo. Và bởi vì tổng tiền nó có kiểu dữ liệu là real, cho nên in ra chúng ta cần phải có hai con số phía sau ha. Rồi, thì đây chính là đáp án của bài số 10. Chúng ta coi lại nha. Chúng ta khai báo tên chương trình nè, program nè, táo và cam, usage khai báo thư viện nè, và là khai báo biến. Chúng ta còn thiếu cái biến tổng tiền. Nhập vào số ký cam thì chúng ta sử dụng read like cam. Ở trên chúng ta có một cái lệnh xóa màn hình, viết tắt của chữ clear screen đó. Rồi để in ra màn hình cái dòng nhập giá tiền một ký cam, chúng ta sử dụng lệnh write. Sau đó chúng ta nhập vào giá cam, nhập vào giá táo, nhập vào số ký táo và tổng tiền thì chúng ta thấy sẽ tính bằng công thức là bằng số lượng ký cam nhân giá cam cộng số lượng tí táo nhân giá táo, và sau đó cuối cùng chúng ta in ra tổng tiền. Rồi, như vậy các em xem video nhiều lần để hiểu bài và ghi nhớ bài học. Chúc các em ôn tập thật tốt và có được kết quả kiểm tra thật là tốt nhé. Chào tạm biệt các em. Rồi, chúc tất cả các em học tốt, có một cái tuần học tập vui vẻ và tốt nhé. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học. Chào và hẹn gặp lại tất cả các em.